Vâng, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Johnny Thông đây. Chào các anh chị toàn Việt Nam cũng như đồng bào hải ngoại. Ngày hôm nay, rất nhiều người hỏi tôi là làm thế nào để có một cái tài khoản sàn Bittrex để chạy cái Fubot, tức là giao dịch tự động các đồng coin, hoặc là có Bittrex để chúng ta mua bán các đồng coin trên đó. Thế thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị làm cái điều này nhé. Chúng ta bắt đầu nào. Let's go. Đầu tiên chúng ta vào kèo thơm ICO.com. Đây là cái kênh để tôi cập nhật những cái kèo thơm nhất về lĩnh vực ICO. Và cách để anh chị có thể đăng nhập vào cái group để liên tục có thể chat hỗ trợ, đó là anh chị vào câu lạc bộ 100 triệu một tháng này. Chúng ta click vào đây. Đây, hiện nay có 614 thành viên rồi, chúng ta click vào nha. Rồi, đầu tiên chúng ta vào group để chúng ta có thể chat hỏi trực tiếp trên đó. Nhiều thành viên hỗ trợ cũng như tôi là admin Johnny Thông, tôi sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều. Rồi bây giờ làm thế nào để có thể đăng ký một tài khoản Bittrex? Thì anh chị vào kèo thơm xong, anh chị vào blog. Khi mà vào blog xong rồi á, thì chúng ta kéo xuống dưới, chúng ta xem thêm bài viết. Ở trong này tôi có hướng dẫn đăng ký một tài khoản Bittrex. Anh chị đọc thông tin ở trên này, đúng không? Đọc thông tin để đăng ký tài khoản Bittrex từng bước như thế nào. Đây, anh chị em thấy không? Thì từng bước tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách và từng bước như thế nào ở trong này, nó có hết các anh chị nha. Thực ra thì anh chị làm rất là dễ dàng cái này. Tuy nhiên tôi muốn nói các anh chị là từng bước chúng ta cứ làm theo trong này là được. Ok. Nào, bây giờ ta bắt đầu ha. Đầu tiên chúng ta tích vào cái Bittrex này, chúng ta đăng ký. Ví dụ tôi đăng ký một cái email là trungthongmarketing@gmail.com. Anh chị bấm password vào. Ok, confirm password. Sau đó chúng ta bấm đồng ý. I agree to bittrex.com. Chúng ta sign up. Sau khi anh chị bấm sign up xong, nó báo này, password anh chị phải có 8 ký tự dài và có viết hoa. Rồi chúng ta sẽ phải thêm lại nha. Rồi chúng ta sẽ phải đăng ký lại cái password. Ok, nó báo thành công rồi các anh chị. Nó báo là registration email sent, tức là chúng ta đã được gửi vào email. Nhiệm vụ của các bạn là chúng ta check. Nhiệm vụ của chúng ta là bây giờ check cái email. Thấy không? Và cái Bittrex mailer nó gửi tự động một cái mail có tên là Bittrex account verification. Chúng ta sẽ phải bấm vào cái đường link này để mà verify cái tài khoản Bittrex vừa rồi anh chị đặt, đúng không? Sau khi anh chị verify xong thì nó báo là email verification successful, tức là thành công rồi. Thì chúng ta bắt đầu login vào. Thì login là chính là cái email lúc nãy anh chị đăng ký á, email này. Và anh chị nhớ cái password lúc nãy vừa đăng ký xong. Đấy. Sau đó anh chị bấm login vào. Cái điều tuyệt vời hay của Bittrex á, là mỗi lần anh chị đăng nhập vào cái IP khác thì nó bắt buộc anh chị phải xác nhận cái IP đó như thế nào. Và tôi phải bấm vào là home, bởi vì xác nhận là tôi đang vào ở nhà. Ok, và lúc này nó đã gửi cho anh chị vào một cái địa chỉ IP vào email. Nhiệm vụ của anh chị là vào email để kiểm tra xem là Bittrex nó gửi cho các anh chị một cái email như thế nào. Ok, đây, Bittrex Mailer nó lại gửi tiếp tục. Nó vẫn báo là đây là cái new IP address, cho nên phải verify nó. Anh chị login vào nha. Thì đây, lúc này nó gửi cho anh chị một cái đường link để login. Thì chúng ta phải click vào đây để login vào. Đó, lúc này thì chúng ta tiếp tục đăng nhập lần 2. Cái điểm hay của Bittrex là nó cho các anh chị phải đăng nhập đến tận 2 lần. Nhiều người thấy nó là phiền phức, nhưng mà tôi thấy nó rất là tuyệt vời. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ được bảo mật tuyệt đối. Còn hiện nay mà anh chị em thấy bảo mật quá lỏng lẻo là cơ hội cho hacker tấn công và có thể mất tài khoản và tiền các anh chị đang nằm trên Bittrex. Cho nên là nó làm điều này cũng đúng thôi. Chịu khó một chút xíu nhưng mà chúng ta sẽ có một gia tài. Rồi tiếp tục.
chúng ta lại login vào. Tôi đang chờ nó login vào. Trong thời gian chờ login, tôi kiểm tra là hôm nay giá hectare là 34.32. Hiện nay tôi đang có là 163 hectare. Ok. Đấy. Và lãi suất ngày hôm nay là 1.24, ngày mai là 1.52. Ok, rất là tuyệt vời. Rồi. Hiện nay thì Bittrex đã cho giao dịch Bitcoin Cash ở trên này. Ok. Ở trên này có giao dịch gần 300 đồng tiền ở trên sàn Bittrex này. Đây là một sàn lớn có uy tín và cái lượng volume của nó bây giờ rất là khủng khiếp, hơn cả sàn Polo, hơn cả sàn Poloniex rồi. Rồi, sau khi anh chị có một account xong, nhiệm vụ anh chị muốn dùng nó là anh chị phải vào setting để chúng ta đặt thông tin trên này. Đầu tiên thì cái account này mới lập cho nên nó chưa verify. Chúng ta phải vào basic verify. Đây nó báo này, chưa có verify gì cả. Rồi nhiệm vụ của chúng ta là phải ghi tên vào. Ví dụ như first name của tôi là Thông. Đó. Ok. Sinh nhật. Ví dụ như đó. Anh chị phải tự ghi vào. Ngày tháng năm sinh. À, ví dụ vậy. Country là quốc gia, anh chị là bấm là Việt Nam. Địa chỉ ví dụ như là Trần Hưng Đạo. À. Đấy. À. Nhớ tất cả những cái này á là nằm trong chứng minh nhân dân nha. Anh chị em kiểm tra chứng minh nhân dân của mình để mà điền thông tin cho đúng. Apartment thì không cần. City, ví dụ anh chị ghi là Hồ Chí Minh, nếu anh chị sinh ra tại Hồ Chí Minh, City. Còn nếu tỉnh thành nào anh chị ghi vào. À, đây. Ví dụ ở đây anh chị có thể ở 63 tỉnh thành. Tôi ghi đại diện là Hồ Chí Minh. À, zip code của Hồ Chí Minh là anh chị biết bao nhiêu? 700.000. Đấy, 700.000. Passport number thì không cần. Không. Sau khi các anh chị đăng ký xong rồi, anh chị bấm Submit. Là coi như khai báo hồ sơ đã xong. Khi khai báo hồ sơ đã xong á, thì sau khi khai báo hồ sơ xong rồi thì anh chị biết nó ghi thế nào không? Nó ghi thế này này, là đã cập nhật xong. Và nó ghi là Basic Account Approved, tức là nó đã duyệt cái hồ sơ anh chị xong rồi. Thì nó ghi màu xanh như vậy là được anh chị nha. Rồi đến tiếp tục, chúng ta sẽ phải verify cái gì ạ? Phone à, verify điện thoại đấy à, verify cái điện thoại của mình. Đây là verify về thông tin cá nhân thôi. Chúng ta phải verify điện thoại nữa hàng. Rồi, nếu chúng ta muốn chuyển một cái số lượng mà BTC 100, BTC một ngày, thì chúng ta phải điền cái này, verification cái này. Thì cách để chúng ta verify cái này thì đơn giản, chút nữa tôi sẽ nói. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bảo mật hai lớp. Bảo mật hai lớp thì như thế này. Chúng ta sẽ dùng cái điện thoại. Chúng ta dùng điện thoại, chúng ta tải về cái mã OT này. Sau chúng ta quét cái này xong. Nếu anh chị làm trong lĩnh vực tiền số này, anh chị phải biết cái OT này. Anh chị download ở trên Google. Nếu anh chị xài Android, nếu anh chị xài App Store, thì anh chị phải bấm cái mã OT này như thế này. Mã OT này. Đây, tôi sẽ cho các anh chị coi cái hình hài của nó nha. Một là anh chị dùng cái OT này. Đó. Hai là chúng ta dùng đây, chúng ta có thể trên cửa hàng Google Chrome nó có cái OT này. Anh chị có thể dùng OT trên điện thoại cũng như là OT ở trên gì, trên trình duyệt. Đây là OT ở trên trình duyệt, tôi có thể thêm vào Chrome cũng được. Tuy nhiên tôi muốn anh chị bảo mật nó trên điện thoại hơn. Đó là để cái OT này, nhưng mà tôi thì tôi thích cái mã OT này hơn. Đó là OT. Đây, tôi muốn cái OT
tôi thích cái Authy này này. Nó dễ xài hơn các anh chị. Đó. Đây tôi muốn anh chị coi một cái loại Authy thứ hai. Cái Authy này là của Google các anh chị nha. Đây, cái đây này. Đây là cái biểu tượng của cái mã Authy tôi vừa nói của Google, của cái Authenticator. Đây. Anh chị có thể vào nó ở trên đâu ạ? Đây. Ứng dụng của Android. Thì đây là Google. Google Authenticator thì nó ra cái này. Cái tôi thích xài cái này này. Thì ở trên iPhone nó cũng có cái này các anh chị nha. Cái này nó xài dễ hơn là cái Authy bảo mật hai lớp này. Anh chị có thể cài đặt ở trên trình duyệt hoặc là trên iPhone hoặc là trên Samsung đều được. Thì đó là cái mã Authy tôi giới thiệu các anh chị ở đây. Sau khi quét xong thì anh chị điền 6 số này vào. Đó. 6 số này là số để verify cái Authy này. Hãy nhớ, hãy chụp và ghi nhớ cái mã secret key này này. À. Hãy cất nó ở trên Google Drive, hãy cất nó ở đâu đó để sau này lỡ như có mất điện thoại thì anh chị có mã secret key này thì anh chị có thể quét lại và tìm được cái Authy của mình. Hãy nhớ cái mã số secret key này là bảo mật. Không cho ai biết, bởi vì đó nó liên quan đến tài sản của các anh chị. Còn đây là tài khoản mẫu tôi demo, tôi có thể show up ra cho anh chị nhìn thấy. Nhưng mà đặc biệt cái mã secret key này là không được phép cho ai nhìn thấy, anh chị hình dung nha. Không được phép. Không được phép kể cả người nhà, bởi liên quan đến tiền bạc của anh chị trên này. Cho nên anh chị hãy bảo mật cho nó thật kỹ. Đó. Sau khi mà chúng ta verify xong mọi thứ, bảo mật hai lớp, rồi verify cái gì là tên họ, số điện thoại đầy đủ. À, thì anh chị làm đâu là theo hướng dẫn của tôi trên này này. À, điện thoại, nhớ verify xong thì đến verify cái gì Authy này, bảo mật cái bảo mật hai lớp. Sau khi mà anh chị verify Authy xong á thì nó có chữ pending thế này này, thì nó đang duyệt. Nó đang duyệt cái hồ sơ của các anh chị về cái Authy hai lớp. Bảo mật hai lớp ha. Sau đó thì sau khi mà anh chị verify Authy xong thì nó gửi cho anh chị một cái email. Cái email nó nội dung thế này này. Đó là Bittrex verification. Thì anh chị vui lòng bấm vào đây để verify 2FA là bảo mật hai lớp á. Vui lòng check email để coi cái verify tài khoản hai lớp ở trên email. Sau khi anh chị click vào đó rồi thì nó bắt điền là 6 số Authy nó hiển thị trên điện thoại đấy. Mà 6 Authy này là mới nhất, cứ 15 đến 20 giây nó đổi một lần. Thì rất là khó để hacker có thể tấn công khi mà bảo mật hai lớp mà thời gian ngắn như thế này. Cho nên đây là bảo mật rất tuyệt vời hiện nay, công nghệ bảo mật hai lớp. Thì anh chị tích vào. Sau khi anh chị nhấn vào xong, bảo mật hai lớp nó báo thành công này, enable này, là thành công rồi. Thì như vậy thì chúng ta đã có một tài khoản Bittrex bảo mật hai lớp bằng email và mật khẩu và mã ứng dụng Authy ở trên điện thoại mới login được. Đây chính là tài khoản của bạn. Cho nên tôi muốn báo cho bạn biết một tin, đó là khi anh chị đã làm như vậy là đã xong một tài khoản Bittrex của mình rồi. Nhiệm vụ nếu anh chị chạy tài khoản Fubot của tôi thì anh chị vui lòng verify cái này nữa. Verify cái này này. Để làm gì? Để mà chúng ta sẽ có thể rút được 100 BTC một ngày ha. Đó, rút được 100 BTC một ngày thì chúng ta vào cái chỗ này này. Enhance này này. Enhance này để chúng ta làm gì ạ? Verify và tải cái gì? Hồ sơ anh chị lên. Đó là cái chứng minh anh chị lên mặt trước mặt sau. Đó. Sau khi anh chị điền thông tin xong nó tải cái này lên là mặt trước mặt sau để chúng ta có thể rút được trên 100 BTC một ngày anh chị nha. Rồi, bảo mật hai lớp đã xong. Bây giờ qua cái AIP key. AIP key rất là quan trọng. AIP key này cực kỳ quan trọng các anh chị nha. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi AIP key là một cái để có thể là dùng cái công nghệ Fubot của chúng tôi để anh chị có thể liên lạc trực tiếp với sàn Bittrex này thông qua cái cổng AIP key này. AIP key này là cái giao thức để mà kết nối giữa cái con Fubot với gì ạ? Với sàn Bittrex để giao dịch tự động. Ok. Vậy thì anh chị em thấy là cách để lấy AIP key thì chúng ta phải verify tài khoản hai lớp đúng không nào? Ok. Rồi, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách để lấy AIP key nha.
Cách để lấy AIB key cũng rất là đơn giản. Tôi sẽ đăng nhập vào tài khoản và tôi hướng dẫn các anh chị lấy AIB key. Khi mà muốn chạy tài khoản robot tự động á, là anh chị phải có AIB key. Ok. À. Tôi đang đăng nhập vào một tài khoản khác đã khởi tạo AIB key. Và tôi muốn các anh chị nhìn xem là lấy AIB key như thế nào là đúng để các anh chị có thể chạy tài khoản Fubot một cách hợp lý. Mọi thông tin chi tiết hướng dẫn là ở trên này hết rồi. Anh chị cứ yên tâm. Và đến đây thấy không? Cái này tài khoản này tôi đã bảo mật hai lớp. Cho nên họ nó hỏi là mã OTP của tôi là gì. Không? Sáu số này rất là quan trọng. Rồi, đây là một cái tài khoản của tôi. Đây, đây là AIB key. Khi mà chúng tôi hỏi là anh chị phải có AIB key này để chúng ta có thể chạy cái cổng của Fubot chúng tôi, thì cách đây là tôi đã thêm vào rồi. Thì mỗi lần mà anh chị thêm vào á, thì anh chị bấm là add new key là xong. Thì lúc này á, khi mà new key này thì anh chị phải tích vào ba cái, tích cái này này. Đó, on lên, on ba cái. Nhưng mà cái withdraw này là không tích vào, bởi vì như vậy thì nó cho cái phép cái hệ thống này rút tiền trên Bittrex thì không được, chúng ta không có tích vào đây. Chúng ta thì tích ba cái này thôi. Đó, sau đó anh chị điền vào 6 cái mã số của Alten này thì chúng ta sẽ bấm update key. Thì lập tức nó nhả ra. Nó nhả ra cho các anh chị thêm đó là một dãy số gồm key và secret. Tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách để mà như thế nào nha. Bây giờ tôi điền mã số này vào. Đấy. Chúng ta bấm vào update key thì ngay lập tức nó sẽ trả ra cho các anh chị một dãy số, đó là vừa là key mà vừa là secret. À. Tôi phải điền vào lại cái mã Alten. Đây, sau khi điền xong thì anh chị em thấy không? Thì nó trả lại cho tôi một cái mã key, cái này và cái secret này. Ok. Thì đây là một cái cách mà tôi muốn hướng dẫn các anh chị để mà chúng ta có thể đăng nhập vào. Được không? Đấy, chúng ta có thể đăng nhập vào cái key và secret này. Thì đây là cái mã số rất là quan trọng để kết nối với Fubot chúng tôi. Đó. Thì tôi đã hướng dẫn các anh chị cách tạo một tài khoản Bittrex, hướng dẫn lấy AIB key. Sau đó anh chị copy cái này vào chúng tôi. Đó, anh chị copy cái này và đưa cho tôi. Thì chúng tôi sẽ khởi tạo cho các anh chị một con Fubot kết nối với sàn Bittrex thông qua cái cổng key và secret này. Nhớ nha, là AIB rất là quan trọng. Và chúng tôi không có tải sụp code lên Bittrex. Chúng tôi chạy sụp code trên nền tảng của chúng tôi. Và chúng tôi chỉ kết nối giao thức với Bittrex thông qua cái cổng AIB key này thôi. Và tôi đã hướng dẫn các anh chị cách tạo khoản một cái tài khoản Bittrex Verify bảo mật hai lớp và cách tạo lấy AIB key thế nào. Thì đến đây là xong. Và tôi chúc mừng cho các anh chị đã có một tài khoản Bittrex để giao dịch thành công. Một lần nữa tôi là Johnny Thông. Khi các anh chị thích cái bài hướng dẫn này của tôi, hãy like, share, comment ở trên Facebook. Và nếu mà coi ở trên YouTube thì chúng ta làm gì? Subscribe, chúng ta like, yêu thích để đưa vào playlist của mình. Và hãy nhớ hãy gia nhập vào cái nhóm Liên minh Tiên phong Team, câu lạc bộ 100 triệu một tháng ở trên cái thông tin của tôi ở đây. Anh chị bấm vào đây để join vào câu lạc bộ nhé. Vâng, một lần nữa tôi là Johnny Thông. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.